lúc nào gặp thằng này cũng đủ cái chuyện hết á. Xe ai vậy? Hả? Xe ai vậy? Xe tôi. Ừ, sơn là hả gì? Hả? Sơn dán, là hả? Dán dán cho màu mè vậy. Bơm mới dán. Ủa đẹp quá ta. Ừ. Đi gấp quá. Đi qua tới đây. Lớn rồi chứ đâu còn nhỏ đâu mà đi đi ra đường mà bỏ bóp ở nhà nữa. Đi nãy gấp quá kìa, rồi chạy tới đây hết sang ghé vô đổ đổ mới nhớ lại không có tiền. Thấy ông gần quá kêu qua mượn coi, chắc tôi cũng biết ở đây chắc là mướn luôn. Mới đi giao đồ bên kia. Giao bà rước vợ luôn hả? Tao chạy xích xích lên coi xe đẹp không? Đẹp cái ta. Anh chở xe mà kiểu như là lâu lâu anh nhìn anh sợ công an. Trốn công an á. À. Trời nắng quá. Nhưng mà đằng đây cái chỗ mát nè. Chạy đâu dữ vậy bà? Cái bô này không phải bô riêu nhưng mà mình thấy nghe nổ cũng hay lắm anh em. Kiếm cái gì? Kiếm cái gì vậy? Làm gì chạy nhanh chứ vậy? Có tới rồi. Nắng quá trời rồi, không biết tụi nào giờ có vệ sinh đâu không? Cái gì? Tới rồi. Vô đây nè. Thanh niên mắc quá rồi anh em. Quá khổ thằng này, lúc nào gặp thằng này cũng đủ cái chuyện hết á.
Có lúc nào lúc nào gặp mày cũng đủ thứ chuyện vậy. Sao nãy giờ thì cái bao tử ổn chưa? Có thể trả lời phỏng vấn chưa? Xuống rồi, qua cơn nguy kịch rồi. Rồi giờ phỏng vấn chiếc xe của ông ha. Ok. Thì sau 2 tuần anh em mới gặp nhau thì cái xe của bạn này đổi cái phong cách khác. Có nghĩa là từ màu đen tem kiểu như là báo đen á, có cái viền đỏ, thì đổi thành màu trắng trắng đỏ, giống như là nhìn giống như là chiếc Sonic vậy. Cái này nhìn giống như chiếc Sonic thiệt á. Cái này mình có ăn cắp ý tưởng của chiếc Sonic không? Thấy nó trắng trắng đỏ giống giống rồi, chính cho nó không có giống. Mình thích cái màu trắng đỏ rồi mình suy nghĩ ra cái màu rồi mình tự lên máy tính thì nó scan ra. Mốt á, dáng thì mới chữ đây là Sajia chứ không phải Sonic. Không có nè, không phải Sajia. Giá mình dán là bao nhiêu ta? Nếu mà dán theo của cửa hàng á là không có theo ý của mình, đặt chữ đặt hình theo mình á là 600 ngàn. 600 ngàn. Còn mình dán theo tự theo mình lên cái máy tính, lên cái cái bên đó. Mình thích cái nào mình đặt cái nào ở đâu thích cái màu nào thêm cái gì, thêm màu nào hay là bỏ màu nào thì 800. Thì cái xe này cấu hình là mình vẫn giữ nguyên như hôm trước gặp anh em mình gặp. Nó vẫn là bộ xăng gió. Giữ bộ xăng lửa gió đúng không? Chỉ là tại sao mà người ta gọi là bộ xăng gió và bộ xăng lửa? Có nhiều anh em ưa hỏi là tại sao là gọi là bộ xăng gió, tại sao gọi là bộ xăng lửa, thì có thể nói cho anh em biết không? Theo mình cảm nhận mình biết đó, là bô xăng gió là làm cũng như là chưa có tới. Là còn bô xăng lửa là làm full tới nay full lửa luôn rồi, là tới nay rồi là một cái, nói chung là cái mugi á. Xe này lên xe eco đây, xe lên mugi chưa? Chưa lên mugi chưa lên eco rồi nên gọi là bô xăng gió. Còn như là xe này là lên bô nè anh em, hỏng xăng, hỏng xăng 34 đúng, bếp phun GSX với lọc trụ thôi đúng không? Xe này có một cái logo của kênh YouTube mình nè ha. Tem, nói chung xe này độ độ bô xăng gió nhẹ với lên tem đồ nhìn cũng nổi bật á. Thôi tôi về à. Sao hả? Có ấy đi rước nó cái. Rồi. Cái gì tôi rước nó xong anh em mình về uống cà phê. Rồi. Tôi rước nó xong anh em mình về uống cà phê. Rồi. Chạy tới đây hết sang ghé vô đổ mới nhớ lại không có tiền. Mình thấy ông gần. Ngoài đầu đường. Đi về. Vậy chạy đắng luôn. Hả? Thôi để tôi chạy đắng luôn. Sao không được. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này ha. Nhớ để lại một subscribe đăng ký ủng hộ mình ha. Bye bye anh em.